Lúc đang ngủ, Ân Hi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy mền của mình bị ai đó kéo xuống, hai chân thì từ từ giơ lên rồi dang rộng ra. Sau đó cô bắt đầu phát ra tiếng kêu rên rỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ân Hi vẫn còn sững sờ. Theo lý mà nói mơ thấy bị trịch là chuyện thường, nhưng cô thấy cảm giác của giấc mơ đó lại quá chân thực. Quan trọng nhất là cô đã mơ thấy giấc mơ kiểu này liên tiếp mấy ngày rồi. Ân Hi là một sinh viên đại học, vừa đẹp gái vừa học giỏi. Nhưng kỳ lạ là cô lại không cảm thấy hứng thú với đàn ông. Bạn thân rủ cô tham gia tiệc đêm của trường thì cô lại chẳng nghĩ ngợi gì liền từ chối ngay. Hôm đó, Ân Hi bị giáo viên gọi vào phòng làm việc. Vừa vào, cô đã nhìn thấy người mà mình cực kỳ ghét. Đó chính là tiền bối của cô. Lúc trước hai người từng hẹn hò yêu đương, nhưng anh ta lại như một tên biến thái lúc nào cũng bám theo cô khiến cô phải gọi cảnh sát giúp đỡ. Bây giờ giáo viên lại muốn hai người làm hòa, Ân Hi đương nhiên không đồng ý. Cô tức giận bỏ ra ngoài. Ai ngờ tên tiền bối biến thái đó lại đi theo cô đến đây, lại còn ngồi gần định bắt chuyện với cô. Thấy vậy cô liền thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học, cũng không thèm đến trường nữa. Lúc tối đi làm thêm trong quán cà phê, thấy tên biến thái đó đứng ở ngoài làm cô sợ đến mức đổ ly nước trong tay. Nhưng lúc ngẩng đầu lên thì lại không thấy hắn đâu nữa. Sau khi tan làm thì đã là nửa đêm. Ân Hi trên đường về nhà cứ cảm thấy có người đi sau lưng mình. Nhưng cô quay lại nhìn mấy lần rồi cũng không thấy ai. Đến khi cô quay đầu lại lần nữa thì tên tiền bối biến thái đã đứng ngay trước mặt. Hắn không ngừng xin lỗi để định nối lại tình xưa với cô. Nhưng cô sớm đã nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Hắn có nói gì cô cũng không đồng ý. Ân Hi cứ tưởng chỉ cần về nhà là sẽ thoát khỏi sự quấy rầy của hắn. Nhưng đêm đó lúc cô đang tắm thì lại luôn cảm thấy ớn lạnh sau lưng giống như bị ai đó theo dõi vậy. Lúc này, tên tiền bối biến thái đang ngồi bên ngoài, lắng tai nghe tiếng động trong nhà cô. Đêm đó, khi Ân Hi ngủ say lại bắt đầu chìm vào giấc mơ kỳ lạ đó. Sáng thức dậy, cô cố nhớ kỹ lại. Trong mơ, cô rõ ràng là nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông. Nhưng cửa đều đã đóng chặt, sao người đàn ông đó lại xuất hiện được? Ân Hi mở cửa sổ ra nhìn thì thấy tên tiền bối biến thái đang nhìn chằm chằm vào phòng. Lẽ nào người cô nhìn thấy trong mơ là hắn sao? Ân Hi mấy ngày rồi không đi học khiến bạn thân rất lo lắng. Cô đi đến chung cư của Ân Hi, gõ cửa mà không thấy ai trả lời, nên đã lấy chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa trước cửa. Mở cửa ra thì thấy Ân Hi đã ngất xỉu trong nhà. Trong căn phòng u ám, Ân Hi có hai chân lên, miệng thì liên tục rên rỉ. Bạn thân nhìn thấy cảnh này vội chạy tới thì lại bị Ân Hi đẩy ra. Ân Hi ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh rồi bình tĩnh lại. Cô vội vàng hỏi bạn thân nãy giờ có thấy người đàn ông nào không? Bạn thân lo lắng cho cô nên liền nói từ lúc vào đây trong phòng không có ai cả. Ân Hi đã thật sự sợ hãi.